Xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay hệ thống đầu nguồn ZeroWatt của chúng tôi lại làm video để mổ xẻ tháo máy hai em đồng hồ này ra, để ta sẽ xem là hai em đồng hồ hàng chính hãng và hàng fake này nó có gì khác nhau nhé. Vâng, thì hôm qua thì tôi cũng đã làm một video, anh em có thể xem lại. Phân tích cho anh em là hai mẫu đồng hồ AE, một là hàng Real, hai là hàng fake. Đó, một con hàng chính hãng và một con hàng fake. Thì để cho anh em biết được, để mà anh em khỏi bị mua phải hàng nhái hàng giả anh em nhé. Thế thì như anh em biết rồi, hôm qua thì tôi cũng đặt một em hàng fake trên Shopee. Đây là em này, hàng fake trên Shopee với giá là 227.700 đồng. Vâng, thì còn hôm nay tôi sẽ làm video tháo hai em đáy hai em này ra để xem máy của hai em ấy là hàng fake và hàng chính hãng nó khác nhau như thế nào, để anh em mình cùng so sánh anh em nhé. Vâng, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu thôi. Trước mắt thì tôi sẽ tháo em hàng fake này ra trước. Đây, tôi để ra đây. Đấy, trước mắt thì tôi sẽ tháo em hàng fake này ra trước nha. Ta sẽ tháo dây. Đây, ta sẽ tháo phần máy này ra. Xem là máy hai em này có khác gì nhau không. Theo như video hôm qua tôi review cho anh em rồi, thì rõ ràng là máy về phần điện tử nó đã khác nhau rồi anh em ạ. Chứ còn về không biết là về phần ở phần đáy này thì nó khác nhau như thế nào. Vâng, đây phần đáy của em hàng fake anh em nhé. Đây là phần đáy của anh em hàng fake này. Đó, nó như thế này. Rồi, ta sẽ để sang một bên đây. Ta để ở đây. Bây giờ ta sẽ tháo em hàng chính hãng. Tháo đáy em hàng chính hãng xem nào. Đây, hàng chính hãng thì bao giờ cũng có cái tem này anh em nhé. Wow, đây anh em ơi, đây là đáy của em hàng chính hãng và đây là đáy của em hàng fake. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem nhá. Vâng, đây trước mắt anh em, đây là hai cái đáy, phần đáy của một em hàng chính hãng và một em hàng fake. Đấy, bên tay trái tôi là em hàng chính hãng và bên tay phải tôi là em hàng fake anh em này. Anh em nhìn phần máy đã khác hẳn hoàn toàn nhau rồi. Đấy, cái phần đáy của em hàng chính hãng thì có chữ đây, anh em nhìn đây, tôi quay ngược lại này, có chữ Casio này. Đấy, Casio cái nâu gelin hay cái gì đó ấy, tôi đọc không rõ lắm rồi tiếng Anh. Đấy, thì đây anh em nhìn đây, nó có thông số này hoặc là có chữ Casio này. Đấy, rồi có mã này 33299 ở dưới đáy này. Đấy, phần này dưới này. Đó, đây. Rồi là có thông số kỹ thuật của viên pin. Ở giữa này là một viên pin rất lớn anh em này.
Đấy, cho nên là pin được nó cũng được 10 năm là lý do thế. Thế còn em hàng fake này anh em nhìn này, là một miếng nhựa úp lên và cũng một viên pin nằm ở giữa. Đó. Khác hẳn hoàn toàn nhau anh em ạ. Này, nhìn máy này khác hẳn hoàn toàn nhau. Rất là dại luôn, nhìn cái máy hàng fake rất là dại luôn. Rất là dại luôn. Đấy, phần vỏ của cái hàng chính hãng này nhìn nó cũng nét là nẹt luôn. Này. Đây, ở phần dây hôm qua tôi nói rồi đây, phần dây của cái hàng chính hãng nó có thông số đây, có mã của số đây này. S1354DV. Này, S1354DV nằm chỗ này. Đấy, anh em nhìn thấy không ạ? Này. Trong khi đó hàng fake này, không có gì luôn. Đấy, chất thép nhìn này, lem nhem này. Đấy. Có cái video tôi đã nói với anh em rồi, hàng fake thì bao giờ nó cũng lem nhem đây, đây anh nhìn thấy không? Đấy, lem nhem đây này, đây này. Đó. Nó không sắc nét. Đây này, nhìn cái G cái này nó lem nhem này, trong khi đó anh em nhìn này, này nó một đường thẳng nét căng luôn. Này. Nhìn nó tinh hơn rất là nhiều luôn. Đấy, người ta bảo tiền nào của đấy anh em ạ. Đây là cái phần đáy đây anh em nhé. Thôi tôi chỉ tháo cho cái này thôi để cho anh em chiêm ngưỡng, thế là đủ biết nó làm fake là như thế nào rồi. Đấy. Anh em có thể mua cái hàng một cái con máy về xong rồi anh em có thể tháo đáy ra luôn, anh em xem như thế này. Đấy, đến lúc bạn chặt vào yên tâm, nước non không vào được đâu. Cái răng này của nó cũng rất là tốt. Đấy. Đây này. Hai cái khác nhau. Anh em mà nhìn thấy cái phần đáy trắng phau như thế này thì rõ ràng là hàng fake rồi. Còn cái phần mà đáy nó có thép rồi là nó có thông số như thế này nó là chính hãng. Đấy. Tiền nào của đấy thôi anh em nhá. Vâng, anh em thấy video này hay, hãy like, share, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ cho hệ thống đồng hồ giờ watt chúng tôi ngày càng phát triển hơn nữa và làm nhiều video hữu ích hơn nữa để cho anh em trải nghiệm anh em nhé. Xin chúc anh em sức khỏe, vạn sự như ý. Vâng, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Xin chào.